Sau việc diễn hàng hiệu nhưng cứ ngỡ đầu chọi bà chiểu, Quỳnh Anh xin tưởng đi hát loto, Harry Won phối đồ không ăn nhập đâu vào đâu. Quỳnh Anh xin. Khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang đình đám của nhà mốt Gucci, Quỳnh Anh xin gây chú ý khi diện một bộ cánh sặc sỡ. Kết hợp với đó, cô nàng đội thêm tóc giả màu tím và phụ kiện hoa tai bling bling. Ngay lập tức, hình ảnh này của cô nàng đã trở thành chủ đề tạo nên nhiều bàn luận trái chiều trên mạng xã hội. Trong đó, không ít người so sánh hình ảnh của Quỳnh Anh xin với các cô đào ở gánh hát Loto. Song cũng có người cho rằng phong cách của nàng fashionista như vậy mới đúng chất thời trang của nhà mốt Ý. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Quỳnh Anh xin gây tranh cãi khi diện hàng hiệu đắt đỏ, diện chiếc quần hai cạp có trị giá 7 triệu đồng. Người đẹp trên X cũng từng bị nhầm là mặc đồ chợ. Quỳnh Anh xin từng bỏ ra cả 100 triệu để mua về những món đồ thời trang yêu thích, nhưng cộng đồng mạng than thở rằng chả thấy cái nào đẹp. Harry Won tham gia cùng sự kiện thời trang đình đám với Quỳnh Anh xin, bà xã Trấn Thành cũng khiến cư dân mạng cảm thán khi diện đồ hiệu chẳng khác gì hàng chợ vì lỗi phối đồ kém tinh tế. Theo đó, dù đã diện một chiếc váy ren lưới kết hợp hoa văn, nhưng Harry Won vẫn phối thêm phụ kiện khăn choàng lông khiến tổng thể trở nên rối mắt. Trước đó, bà xã của ASEAN cũng từng nhiều lần trưng diện hàng hiệu nhưng không phù hợp, dù đó đều là những món đồ đến từ các thương hiệu đình đám như Chanel, LV, Dior. Và điểm chung của những lần Harry Won diện hàng hiệu như đồ chợ đó chính là phối đồ lạc quẻ, không ăn nhập. Mai Phương Thúy nói đến những sao việc diện toàn đồ hiệu đắt sắc ra miếng, nhưng cứ ngỡ mặt hàng chợ thì không thể không kể tên Mai Phương Thúy. Nói đâu xa, nàng hậu gây chú ý khi trưng diện một outfit trông khá đơn giản và bình dân, nhưng khi biết giá trị thực của từng món đồ, người hâm mộ đều ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Cụ thể, chiếc áo thun Gucci in hình hai chú nai con có giá 15 triệu đồng, túi Chanel Boy cũng hơn 150 triệu đồng, chưa tính các món đồ khác đều là hàng hiệu đắt sắc ra miếng. Thế nhưng, nhìn qua bộ cánh của Mai Phương Thúy, chẳng một ai cảm nhận được sự sang chảnh và đẳng cấp, hay như có lần chân dài 8X từng mạnh tay chi 120 triệu để mua một bộ quần áo của nhà mốt Gucci, nhưng người hâm mộ cứ ngỡ cô nàng mặc đồ chợ bao chiếu. Thậm chí nhiều người còn cho rằng bộ cánh này của Mai Phương Thúy cao lắm chỉ chừng 200.000 đồng. Hồ Ngọc Hà. Dù được mọi người đánh giá vô cùng cao trong trang phục, mỗi sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà đều khiến người ta phải tấm tắc khen vì gu thời trang của cô quá ấn tượng. Thế nhưng cũng có vài lần người đẹp khiến khán giả phải bất ngờ khi lựa chọn những món đồ hàng hiệu mà cứ ngỡ mua đồ ngoài chợ về để dùng. Hà Hồ từng diện đôi dép gây xôn xao mạng xã hội của Zara khi đi du lịch tại trời Tây. Đây là đôi dép trị giá gần 2 triệu đồng nhưng lại bị cộng đồng mạng ví von với chiếc giẻ lau nhà. Không chỉ vậy, cô cũng từng khiến cư dân mạng băn khoăn khi tạo dáng với chiếc khăn quấn thành váy. Có người khen kẻ chê, nhưng chiếc khăn với giá gần 16 triệu đồng này của cô làm bao người cũng ngỡ ngàng. Đỗ Thị Hà. Sau đăng quang hoa hậu, người đẹp Đỗ Thị Hà nhanh chóng nhập cuộc đường đua hàng hiệu khi diện lên mình những món đồ đắt sắc ra miếng. Tuy nhiên, thời gian đầu vì còn thiếu kinh nghiệm trong cách phối đồ nên Đỗ Thị Hà liên tục phá giá hàng hiệu. Chiếc túi Chanel trị giá 120 triệu đồng được hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hợp thiếu chỉnh chu khi phần nắp túi để mở làm mất dáng túi. Tuy nhiên, để đáp lại những lời chê sến sẩm quê mùa, hoa hậu Việt Nam 2020 tỏ thái độ nhẹ nhàng, cho thấy bản thân rất tự hào khi sinh ra từ làng quê. Hai, vì chị sinh ra ở quê mà em thấy không, đồng ruộng ao vườn nè. Dù diện hàng hiệu đắt đỏ nhưng không phải mỹ nhân nào cũng ghi điểm thời trang trong mắt công chúng hâm mộ. Thậm chí hàng hiệu có thể bị phá giá chỉ trong vòng một nốt nhạc vì lỗi phối đồ kém tinh tế của các mỹ nhân. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.